bị ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của phương Tây. Nhiều công ty nước ngoài đã và đang trút khỏi Nga. Chính vì vậy, nước Nga bắt đầu chuyển sang một nền kinh tế tự chủ với các sản phẩm thay thế từng một thời nổi tiếng bất chấp không ít khó khăn về nguyên vật liệu. Chính sách thay thế hàng nhập khẩu từ sản phẩm trong nước tạm thời đáp ứng được nhu cầu của người dân. Khoảng 80% đội bay thương mại của Nga bao gồm các máy bay do nước ngoài sản xuất, chủ yếu là của Airbus và Boeing. Cả hai đều đã ngừng kinh doanh tại Nga. Hãng hàng không Cherow hãng có hơn 50 máy bay Airbus, dự báo có thể duy trì hoạt động các máy bay này an toàn trong vài tháng trước khi chuyển sang nội địa hóa linh kiện máy bay. Có thể mất ít nhất vài năm để Nga phát triển dây chuyền lắp ráp máy bay thương mại được sản xuất hầu như chỉ bằng các linh kiện trong nước. Chị Natalia chủ một công ty hậu cần ở Moscow cho biết, các nhà sản xuất Nga đã cố gắng bù đắp sự thiếu hụt nguyên vật liệu bằng cách chuyển sang Thủ Nhĩ Kỳ và các thị trường ở châu Á. Đặc biệt, sản xuất sẽ không dừng lại đối với giày dép, quần áo, xúc xích và Nga sẽ quay trở lại nền sản xuất tự cung tự cấp như những năm 60, 70, 80. Sau khi hãng sản xuất ô tô Pháp Trino trút khỏi Nga, nước Nga đang bắt đầu khởi động lại nhà máy sản xuất ô tô Moskovic với các loại ô tô khá nổi tiếng một thời ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa sự hồi sinh của hãng này cùng với sự hợp tác từ trung quốc có thể bắt đầu cho ra các sản phẩm hoàn toàn sản xuất trong nước trino cũng sở hữu quyền kiểm soát atovax công ty mẹ của thương hiệu xe hơi nga nổi tiếng lada giờ đây trino cho biết quyền kiểm soát các nhà máy tại nga đã được bán cho chính phủ nga riêng với nhà máy sản xuất ô tô của trino ở moscow đã được bán cho thành phố moscow riêng nhãn hiệu lada một biểu tượng của sự tự cường thời liên xô có thể hưởng lợi từ việc không có sự cạnh tranh của nước ngoài nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các bộ phận nhập khẩu họ cũng cho biết sẽ thiết kế các mẫu lada mới để ít phụ thuộc hơn vào nhập khẩu